Phương Thảo xin chào quý vị khán giả đang đến với chuyên mục Kỹ năng cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, trên tay Phương Thảo đang có những quả chanh. Chanh thì đã rất là quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đúng không ạ? Và trong chuyên mục Kỹ năng cuộc sống ngày hôm nay thì Thảo sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu thêm về một vài lợi ích khác nữa của quả chanh trong cuộc sống. Trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cách bảo quản chanh. Thường thì chúng ta khi mà cắt quả chanh ra sẽ sử dụng một nửa và một nửa còn lại rất là mau bị hư. Thì chỉ cần một cái mẹo vặt nhỏ nhỏ thôi. Chúng ta sẽ rắc một ít muối lên trên bề mặt của quả chanh. Thì khi chúng ta rắc muối lên quả chanh như thế này á, thì phần chanh còn dư của chúng ta sẽ được bảo quản lâu hơn và chúng ta có thể sử dụng, mà đặc biệt là chanh sẽ không bị đắng. Bây giờ thì sẽ cùng tìm hiểu về lợi ích của chanh quý vị nhé. Chanh thì có tác dụng là sẽ khử được những cái vết thâm của rau củ quả khi mà chúng ta gọt ra. Ví dụ như quả khoai tây này đây, thì Thảo sẽ gọt vỏ. Khoai tây khi mà chúng ta gọt vỏ ra để một lúc sẽ bị thâm ngay. Thì cách rất là đơn giản, đó là sau khi mà gọt khoai tây, chúng ta sẽ cho vào trong một cái thau nước có pha với nước chanh. Rồi, Thảo đã gọt xong quả khoai tây này rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ ngâm vào trong nước. Bây giờ thì vắt một ít nước chanh vào. Lưu ý là chúng ta sẽ cho thêm một chút xíu muối. Và chúng ta sẽ thả quả khoai tây vào. Cứ để như vậy, đến khi nào mà quý vị và các bạn chúng ta cần sử dụng thì vớt ra và rửa sạch lại bằng nước là có thể yên tâm. Khoai tây sẽ không mất đi màu sắc ban đầu rất là đẹp mắt. Rồi, đó là lợi ích đầu tiên của quả chanh. Ngoài ra thì Phương Thảo cũng được biết là chanh là một loại thực phẩm rất là tốt trong việc khử mùi. Khi mà chúng ta sử dụng thớt nè, cắt những cái loại thực phẩm nặng mùi ví dụ như là hành hoặc là tỏi. Bên cạnh đó thì tay của chúng ta khi cắt cũng sẽ bị bám mùi nữa. Quý vị và các bạn có thể sử dụng chanh để chúng ta chà rửa thớt hoặc là chùi tay. Thì khi đó tay của chúng ta hoặc là thớt sẽ được khử mùi rất là tốt. Bên cạnh đó thì tủ lạnh khi mà sử dụng lâu ngày á, cũng sẽ có những cái mùi do thực phẩm bỏ trong tủ lạnh bốc ra, trộn lẫn vào nhau gây sự khó chịu cho người sử dụng. Thì quý vị và các bạn cũng có thể chọn cách là chúng ta sẽ dùng những quả chanh. Chúng ta có thể cắt những cái lát mỏng. Và với những lát chanh như thế này á, quý vị sẽ đặt vào từng ngăn của tủ lạnh khác nhau. Đặc biệt là với những ngăn nào mà chúng ta cảm thấy là những cái mùi rất là nhiều loại thực phẩm khác nhau, thì chanh sẽ có tác dụng khử mùi rất là tốt, giúp cho tủ lạnh của chúng ta sẽ trở nên thơm tho hơn. Ngoài tác dụng là khử mùi cho thớt hoặc là tay hoặc là tủ lạnh, thì chanh cũng còn được sử dụng để khử mùi cho lò vi sóng. Đây là một cái lợi ích mà Phương Thảo cảm thấy rất là thích. Bởi vì lò vi sóng khi mà chúng ta sử dụng lâu ngày, nấu nướng với rất nhiều các loại thức ăn khác nhau, thì có một cái mùi hơi hơi khó chịu. Chính vì vậy mà chỉ cần một chút khéo léo và một chút tinh tế khi mà chúng ta sử dụng chanh. Quý vị sẽ chuẩn bị một cái chén nước. Chúng ta sẽ vắt khoảng nửa quả chanh như thế này. Với chén nước chanh như thế này thì chúng ta sẽ làm gì với lò vi sóng? Chắc chắn là không phải là dùng để rửa rồi. Quý vị sẽ đặt chén nước chanh này vào trong lò vi sóng, chúng ta bật công tắc trong vòng khoảng 1 phút thì cái mùi chanh cũng như là lượng nước này sẽ tỏa ra và diệt khuẩn cho lò vi sóng, cũng như giúp cho lò vi sóng của chúng ta không còn những mùi hôi khó chịu. Thảo có ở đây một cái muỗng và như quý vị cũng có thể nhìn thấy là cái muỗng của chúng ta rất là dơ. Khi dùng nước rửa chén để rửa thì đôi khi không sạch hết được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ tận dụng chanh để làm sạch cái muỗng này nha. Sẽ cắt đôi ra. Sau đó chúng ta cho một ít muối lên trên. Và dùng miếng chanh này để có thể chùi cái muỗng của chúng ta. Đó, quý vị có thấy không? Rất là nhẹ nhàng, thao tác vô cùng đơn giản là chúng ta đã có thể làm sạch cái muỗng này. Ban đầu thì nhìn nó rất là vàng ố, còn bây giờ thì đã sạch bon rồi. Cuối cùng thì chúng ta chỉ cần rửa lại với nước sạch. Không chỉ là muỗng mà quý vị và các bạn cũng có thể áp dụng cách này để chúng ta vệ sinh cho nồi, son, thau. Nói chung là những vật dụng trong nhà bếp được làm từ kim loại. Thì chanh cùng với muối
rất là tốt để chúng ta có thể làm sạch được. Quý vị và các bạn có biết không? Ngoài ra thì nếu như mà mỗi buổi sáng chúng ta bắt đầu một ngày mới bằng một cốc nước có pha một vài những giọt chanh, hay là chúng ta có thể cắt lát chanh mỏng để pha một ly nước chanh, thì đó cũng là một thói quen rất là tốt. Bởi vì những ly nước như thế này sẽ giúp cho chúng ta giữ được vóc dáng nè. Rồi bên cạnh đó thì còn làm khử được những cái độc tố có trong cơ thể. Thay vì là mỗi buổi sáng chúng ta chỉ uống một ly nước lọc thôi, thì bây giờ quý vị và các bạn chúng ta làm thêm một động tác là cắt lát những quả chanh ra, cho vào ly nước. Và chúng ta sẽ thưởng thức ly nước chanh này. Ngoài ra thì ly nước chanh này cũng sẽ có một cái tác dụng khác nữa, đó chính là việc làm tăng thêm cái cảm giác ngon miệng. Trước khi mà chúng ta bắt đầu vào một bữa tiệc, chúng ta cũng có thể uống một ly nước chanh, tạo nên một cái cảm giác vô cùng thích thú mỗi khi chúng ta thưởng thức đồ ăn. Quý vị và các bạn có biết không, ngoài ra thì chanh còn có một tác dụng khác nữa, đó chính là chống cảm giác thèm ăn. Nói đến đây thì những ai mà chúng ta đang có chế độ giảm cân đã cảm thấy rất là thích thú phải không ạ? Thường thì khi mà chúng ta giảm cân thì sẽ hạn chế việc ăn, nhưng đôi khi cái cảm giác thèm ăn nó cứ đến dồn dập và làm cho chúng ta cảm thấy vô cùng bực bội. Vậy thì bây giờ đây có một cách từ quả chanh mà quý vị và các bạn chúng ta có thể tận dụng. Đó là khi mà chúng ta cảm thấy thèm ăn, quý vị có thể ngửi một chút tinh dầu của quả chanh. Hoặc là nếu như mà chúng ta không có tinh dầu quả chanh, quý vị cũng có thể dùng những quả chanh tươi như thế này. Chúng ta cắt mỏng cái lớp vỏ đi. Nhớ là chúng ta chỉ cắt cái phần vỏ ở ngoài thôi. Sau đó thì chúng ta có thể ngửi cái mùi rất là thơm. Mùi của vỏ chanh thì làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Khi đó thì tác dụng đó là mùi vỏ chanh này sẽ gửi lên não của chúng ta một thông điệp no nê, giúp cho chúng ta không còn cảm giác thèm ăn nữa. Đó là những công dụng của quả chanh mà Phương Thảo đã tìm hiểu và xin được chia sẻ đến cho tất cả quý vị khán giả của chúng ta. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.